những lời sau đây tôi xin gửi tới tất cả những người trong cõi âm tức là những anh em bạn tù của tôi đã bỏ mạng đã chết trong các nhà tù ác độc của cộng sản việt nam từ nam ra bắc mà tôi là một trong các anh em các bạn thương mến trên cõi dương gian này có khi chúng ta chưa biết nhau bởi vì sau ngày 30 tháng 4 75 hàng triệu người trong số những người thuộc chế độ miền Nam và những người chống chế độ Cộng sản đã bị lùa vô tù. Trong đó có tôi và có các bạn. Tôi đã trải qua một số các trại tù từ Nam ra Bắc cũng như các bạn. Các bạn đã bỏ mình trong nhà tù Cộng sản vì rất nhiều lý do về đói khát bệnh tật bị bắn chết vượt ngục đánh đập khổ sai kiết lỵ và tất cả những cái cảnh tượng bên ngoài cái lạnh cái đói đã làm cho bạn đã phải không gượng được và đã chết đi trong ngục tù cộng sản tôi cũng đã chết đi vào ngày 2 tháng 5 Bộ quyền 79. Tức là trong cõi âm đó, chúng ta đã gặp nhau. Các bạn đã biết Linh Mục người Hưu Lễ là ai rồi bởi vì chúng ta cùng nhau đã bước vào qua bên kia thế giới. Nhưng rồi, một sự may mắn nào đó cho tôi sống lại. Và nhờ sống lại đó, giờ này tôi ngồi đây để tôi tâm tình cho tất cả những người anh em của tôi. Tôi gọi chung là các bạn. Có khi, trên cõi dương này chúng ta tuổi tác khác nhau hoàn cảnh khác nhau nhưng trong cõi âm đó tất cả chúng ta đều đã nhận ra nhau là những nạn nhân của một chế độ độc ác nhất trong lịch sử dân tộc chúng ta đó là chế độ cộng sản việt nam hôm nay tôi dưng những lời này trước tiên các bạn thấy tôi khoác lên người tôi chiếc khăn tang là để nhớ tất cả anh em người đã chết những người tôi biết tên hoặc những người tôi không biết tên. Và giờ này tôi đốt lên ba nắng hương để tưởng nhớ tất cả những người đã chết trong tù, những người tôi biết tên và những người tôi không biết tên. bà né hương này tôi tưởng chứ tất cả anh em tôi đã chết trong tù cộng sản và tôi may mắn sống sót tôi xin những cái cầu nguyện tất cả các bạn để tưởng nhớ các bạn của tôi các bạn thương mến Giờ này sau hơn gần bốn hơn 40 năm thân thể các bạn chỉ còn là những bộ xương khô nằm trong lòng đất lạnh trong tất cả các trại tù từ nam ra bắc theo tôi biết con số đó không dưới 100.000 người đã chết một số bạn may mắn gia đình đưa được hài cốt về an táng bên cạnh người thân. Còn rất nhiều người không may mắn giờ này nằm rải rác nơi nào đó trong tất cả các trại tù từ Nam ra Bắc, từ những tên trong miền Nam tới, tới ngoài Bắc, như tại Sơn La, tại Hoàng Liên Sơn, tại Yên Bái, tại Nam Hà, tại Hà Tây, tại Thanh Cẩm, tại Cổng Trời vân 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 và vân vân. Tôi không thể nói hết được những cái nơi ác độc đi giam giữ chúng ta. Các bạn nằm xuống, cũng như tôi đã nằm xuống ngày 2 tháng 5 1979. Nếu không nhờ một phép màu cho sống lại thì giờ này các bạn và tôi chỉ còn là những bộ xương khô nằm trong lòng đất lạnh một trại tù nào đó ở Việt Nam, đặc biệt nhất là nhà tù miền Bắc. Hôm nay, tôi rất cảm động nhớ các bạn, những người đồng hoàn cảnh với tôi, những người đã chịu khổ hình với tôi, nhưng tôi biết các bạn thác đi mà các bạn vẫn còn trăn trở bởi vì cái sự quốc nghẹn trong lòng các bạn nó không được giải tỏa mặc dầu đã hơn 40 năm qua rồi. Tôi có thể dùng cách nói các bạn đã chết mà không nhắm mắt mặc dầu xương cốt đã gần tan rã rồi nhưng mắt vẫn chưa nhắm bởi vì cái sự đau thương quốc hận đó cái nỗi lòng đó chưa được giải tỏa chưa được nói lên chưa được khai thông và các bạn sư mến hôm nay Tôi quyết định đây để nói các bạn rằng, cuộc đời đã cho tôi sống sót lại sau một ngày 2 tháng 5, 1979 đó. Tôi xin đọc một vài chữ trong cái đoạn tôi viết để các bạn thấy rằng tôi cũng đã chết như các bạn rồi. Trong bút ký tôi phải sống tôi viết lại cách đây là 20 năm, tôi có nói thế này. trong buổi sáng sớm 2 tháng 5 1979 đó, khi tôi đang ở trong trạng thái lơ lửng giữa tầng mây và tôi còn biết là thân xác của tôi đang nằm bất động trong buồng giam. Một cảm nghĩ rất lạ đã xâm chiếm lấy tôi lúc bấy giờ và tôi không còn muốn quay về với thân xác của tôi nữa tôi không còn muốn quay về với thân xác của tôi nữa. Có nghĩa là lúc đó tôi đã chết. Nhưng cuộc đời đã cho tôi sống sót lại. Để làm gì? Các bạn thương mến, để tôi làm một việc mà tôi nghĩ ngày nay tôi phải trình bày với các bạn. Đó là nỗi quan khiên mà các bạn đã quấn ức chứa trong lòng trước khi mình lìa đời đó chưa được giải tỏa hoặc là chỉ được giải tỏa trong phạm vi người Việt Nam chúng ta trong suốt năm 40 mấy năm qua qua một số các người tù ra về đã viết lại những hồi ký những bút ký những tả cảnh khốn khổ trong tù và một số người đã được nhắc tên đã nằm xuống một số người không được nhắc tên tới nhưng dù sao đi nữa đó thì những nỗi quan khiên đó chỉ được giải tỏa, giải quyết trong cái lòng dân tộc Việt Nam chúng ta chín chục triệu người mà thôi. Hôm nay tôi hết sức là sung sướng, vui mừng nói với các bạn, cuộc đời cho tôi còn sống để tôi đưa cái sự quốc ức chúng ta ra nó lan tràn khắp nơi thế giới để người ta cảm thông được cái nỗi quốc hận của các bạn và tôi khi chúng ta nhắm mắt từ giả cuộc đời trong nhà tù ác độc nhất của thế giới đó là các trại tập trung của Châu Cộng sản Việt Nam. Và hôm nay, cái cuốn sách tôi phải sống của tôi tiếng Việt đó, tôi đã viết cách đây hơn 20 năm. Và bây giờ, cuốn sách đó đã được dịch ra bản tiếng Anh, I Must Live. Và các bạn thân mến, chỉ còn hai ngày nữa thôi, hai ngày nữa thôi. Thì cuốn sách này sẽ được phổ biến trên toàn thế giới và cái độ quốc hận của các bạn đó sẽ được nhiều người biết tới. Cái sự đau thương khổ hạnh chúng ta đó sẽ được người ta cảm thông, người ta thương mến, người ta sẽ cầu nguyện các bạn. Tôi nghĩ rằng tôi còn sống sót để làm việc đó. Và hôm nay tôi muốn dâng lên các bạn cái cuốn sách này. Đây là cái nỗi quốc hận quan khiên mà tất cả dân tộc miền Nam chúng ta, đặc biệt nhất là những người thuộc quân cán chính, và triệu người bị lùa vô nhà tù Cộng sản. Và các bạn đã không may mắn đã bỏ mạng trên rừng sâu nước độc trong các trại tù ác độc của Cộng sản từ Nam ra Bắc. Hôm nay, cuốn sách này nó là cái nón nén hương để đốt lên, để dân hiến các bạn. Quốc hận của loại người Việt Nam chúng ta và các bạn và tôi được thế giới biết tới qua cuốn sách I Must Live và ngày 18 tháng 8 này, tức là còn hai ngày nữa thôi, sẽ được phát hành trên toàn thế giới. Đây là điều tôi muốn kính dân lên hương hùng tất cả các bạn. Và tôi viết trong cái tựa đề cuốn sách này trong những hàng đầu tiên đó. Tôi dâng lên cuốn sách này đó, đầu tiên hết đó, là tôi dâng lên cho mẹ Việt Nam. Sau đó tôi kính dâng lên hương hồn cha má quá cố của tôi và cái đó để dâng lên cho tất cả những người là nạn nhân của chế độ lao tù cộng sản và đặc biệt nhất đó là những người đã bỏ thân bỏ xác bỏ mình trơm các trại tù ác độc của cộng sản từ nam ra bắc và đây là cuốn sách đó thuộc về các bạn Xin các bạn hãy dùng Tôi muốn là các bạn là bố đỡ đầu Của cái cuốn sách này Để cho tiếng nói của các bạn Cái sự quốc hận các bạn Và nỗi quan khi các bạn đó Được thế giới biết đến rằng Không phải như những gì Mà cái chế độ ác độc đó Đã tuyên truyền một cách láo khoét Đó là các bạn và tôi Đã bị một cái lường gạt lớn nhất Trong cái lịch sử mình đó Gọi là đi học tập cải tạo đây là một sự lường gạt không thể tưởng tượng được. Tôi tưởng nhớ cái ngày các bạn từ giả gia đình, một số người từ giả vợ con, sách gói lên đường, đi trình diện, nghĩ rằng đó là mình sẽ một vài thời gian nữa, một tháng nữa sẽ trở về với gia đình, gặp lại vợ con. Không ngờ đó lần ra đi đó là lần diễn biệt. tôi đau đớn vô cùng khi nghĩ đến các người vợ những đứa con tiễn cha lên đường rồi mãi mãi không bao giờ trở lại trong đó có một số các bạn mà giờ này thân xác vùi một nơi nào đó trên mảnh đất quê hương mà gia đình không được đưa về an táng tận người thân điều này đau đớn vô cùng vô cùng và vô cùng tôi không thể nói hết được với tâm tình một người bạn tù trên cõi dương gian và với tâm tình một người đã từng chết với các bạn đi về thế giới bên kia tôi giờ này sống lại để nói các bạn rằng năm nay tôi đã 80 tuổi cuộc đời không còn bao lâu nữa không biết một ngày nào tới đây thôi tôi sẽ nhập vào thế giới tâm linh của các bạn. Một thế giới mà người ta chỉ nhắc đến chúng ta qua những nén hương. Các bạn hãy đón đón tôi, chờ đợi tôi. Bởi vì tôi đã hoàn thành ước nguyện. Đó là nói lên được cái quan khiên của người tu trong chế độ Cộng sản Việt Nam mà bị lường gạt bằng cái tên vô cùng tốt đẹp đó là tập trung học tập cải tạo thật sự đây đó là những gì ác độc nhất trên đời mà người ta có thể có được xin tất cả mọi người nào muốn biết về tội quan khi các bạn đó hãy tìm đọc cái cuốn sách này các bạn trẻ việt nam và cộng đồng thế giới hai ngày nữa sẽ đọc cái cuốn sách này và những người việt nam nào mà muốn biết được tất cả sự đau thương bất nghẹn của những người đã chết đi mà không nói lên lời. Xin các bạn có linh thiêng hãy phù hộ cho gia đình, vợ con, bạn bè thân thiết và phù hộ cho quê hương của chúng ta thoát khỏi cái giai đoạn lịch sử đen tối nhất của dân tộc mình khi mà một chế độ ác độc nhất trong lịch sử cai trị mà đã tiêu diệt tất cả những người nào trong miền Nam chúng ta họ gọi là bọn ngụy trong đó có bạn và tôi tội ác của chế độ cộng sản không thể nói hết thành lời nhưng mà một trong những tội ác mà tôi nghĩ nó xúc phạm ngay đến cái cái đạo lý dân tộc ngay đến cái lẽ trời đất đó là tội ác nó phá tan cái gia đình của bao nhiêu quân dân căn chính người tù miền Nam hàng triệu triệu người bị lùa vô nhà tù mà chúng nó gọi bằng cái tên rất hay, rất đẹp, rất mỹ miều lường gạt thế giới đó là học tập cải tạo. Tôi có lẽ trời cho tôi sống sót để tôi nói lớn tiếng cho thế giới biết rằng cái chữ học tập cải tạo là cái chữ văn manh lưu manh nhất mà người cộng sản việt nam đã dùng để mà lường gạt cả một cái thế giới này đặc biệt nhất là lường gạt cả một dân tộc việt nam tôi xin hương hồn các bạn hãy chứng kiến do những lời tôi nói phá nát gia đình bằng cách vợ chồng chia ly phá nát gia đình bằng nó sự nó triệt sản một thế hệ dân tộc trong tuổi thanh xuân trong tuổi còn có con xây gia đình thì nó bị cách ly bởi vợ chồng chồng thì vô tù vợ ở nhà và biết bao nhiêu cảnh khổ xảy ra nó triệt sản cả một thế hệ dân tộc mà chúng nó gọi là bọn nguy ở trong miền nam tội ác này không phải trời không dung đất không tha cho cái chế độ ác độc này trời không dung, đất không tha cho cái chế độ ác độc này. Cái chế độ nó làm khổ dân tộc Việt Nam này đến cung cực. Tôi nguyện xin các bạn hãy linh thiêng phù trợ dân tộc mình để có cơ vùng dậy, vùng dậy và dẹp bỏ chế độ ác độc nhất của lịch sử này đó là chế độ bạo tàng Cộng sản Việt Nam đang ngự trị trên quê hương. Xin các bạn hãy nhắm mắt yên nghỉ trong cõi vĩnh hằng vì hôm nay nỗi quan khiên chúng ta được giải tỏa người dân trong nước biết được sự thật và thế giới bắt đầu từ ngày hai ngày nữa từ ngày 18 tháng 8 này sẽ biết được những sự thật mà quan khiên các bạn đã phải chịu cho đến đổi người ta nói rằng các bạn đã chết đi mà không nhắm mắt. Xin các bạn từ nay hãy nhắm mắt, nghỉ yên. Bởi vì trong số các bạn có những người thuộc tôn giáo khác nhau, cho nên tôi xin đại diện những người chết đi sống lại để dâng lời cầu nguyện sau đây. Đối với những người Phật giáo, chúng ta cầu xin với Đức chí tôn phật tổ phù trì các bạn được về cõi niết bàn trong cõi vĩnh hằng yên tĩnh tất cả các người thuộc tôn giáo bạn tôi cầu mong được đứng thiên Liên bảo trợ đưa các bạn về nơi an nghỉ ngàn thu Và đối với người tin tưởng nơi Chúa trong tôn giáo công giáo của tôi, những người thiên chúa giáo, tôi xin dùng một ca nguyện sau đây để cầu cho những người đã qua đời. Mà tôi xin hát lên đây để dân thiên chúa toàn năng sẽ rước tinh hồn các bạn. Đó là bài hát được nhạc sĩ Kim Long phổ nhạc trong Thánh Vịnh của vua david có tên là từ vực sâu từ vực sâu tối tôi con cầu xin chúa chúa ơi từ vực sâu thương đau con đời trong chúa nhầm lời nếu Chúa chấp tội Chúa ơi Nào ai đứng vững thành thơi Nhưng cha khoan hồng thứ tha Khiến muôn dân luôn tinh thờ Từ bực sâu ưu tối con cầu xin Chúa Chúa ơi. Từ bực sâu thương đau, con đời trong Chúa nhầm lời. Chúng con kể vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. AMEN